Rồi, bây giờ á, đã tập với em á là mình dùng rút bằng lực nhiều, nó rút bằng lực nhiều để cho cái vai và những cái lưng dưới mình nó khỏe lên, để cho mình hạn chế mình dùng đà. Đó, thì á, hồi nãy thì có nhiều cách rút, thì cái rút mà mình thường thấy nhất là rút dần, đó, rồi, đó, xuống nhẹ, rồi xong. Khi mình rút kiểu nó quen rồi á, thì mình sẽ rút hết cái chân mình vô, đó. Và xuống như chị Hiếu vậy đó, hoặc là sau này mình quen mình ra mình muốn biểu diễn với các bạn yoga một thì vậy đó, bước lên đó, rồi bước xuống đó, bước xuống đó, vậy chị chỉ nâng cao rồi. Mà có mấy cái cách rút dễ không, nó là như là cái rút thế chó đái gì mà đây đúng không? Đó tiếng Anh là đó, thì bên này thì đó cái khả năng của chị thấy là rút là được kiểu là hai chân trong nhất, thấy rút cái kiểu kia cái kiểu cho đá nó nhẹ quá, đúng rồi. Ok, bây giờ rút nhẹ hả? Bây giờ em chỉ cách rút lên đắp hai chân ra nha. Thì bây giờ ngực mình vẫn hết vô, hai chân mình đặt gần vô, nó không đặt sao á, đặt sao không quá mình lết lên vậy rất là nặng. Cái mà nặng nhất đó là mấy chị biết là cái gì không? Để thẳng người rồi còn thẳng tay luôn á, rút thẳng người lên là cái đó nặng nhất. Lăng che. Mà cái lăng che rồi từ một tay á rút lên nữa là cái nặng nhất của cái môn thằng một tay luôn. Đó là bây giờ khoan, bây giờ mình nhặt người vô chứ là cho nó nhẹ. Đó, giờ đúng không? Ngực hấp vô, rồi mình xô người gì đó nè, rồi mình nhóm mấy cái mũi chân này, thấy em nhóm người ta hết không? Cho nó dồn lực vô hết cái vai rồi đi. Cho nó dồn được hết cho cái vai trước của mình mà. Đó. Rồi đúng không? Khi mà cảm thấy nhất ra, khi mà cảm thấy cái chân nhất lên được á, nó tắt hai cái chân ra, đúng không? Khi mà cảm thấy nó dồn hết rồi, nó tắt hai chân ra, quạt lên từ từ, quạt lên tới đây, cảm thấy ổn lên là hết chân dồn. Rồi đó, cứ giữ, tắt chân ra, gặp nhẹ bụng xuống rồi, gặp xuống như thế bằng tay nào. Đó, hiểu không? Chào chị vô chú này.